Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hàn Thử Biểu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Mở đầu chương trình là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Tính đến sáng 7 tháng 9, thế giới đã ghi nhận trên 27,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 886.500 người đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của đại dịch COVID-19 với trên 6,4 triệu ca nhiễm, hơn 193.100 người tử vong. Ngày 6 tháng 9, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới khá thấp với trên 25.300 trường hợp. Ngày 6 tháng 9, Ấn Độ đã vượt Brazil trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết với hơn 90.600 ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng lên hơn 4,2 triệu trường hợp. Hiện đã có trên 71.600 người tử vong do đại dịch ở Ấn Độ. Mới đây, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét về việc không thu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền hỗ trợ người lao động. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, đối với các khoản phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thì trước mắt tạm thời sẽ thu và hết năm, ngân sách sẽ thông báo chính thức về thuế thu nhập cá nhân. Qua đó, Bộ sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến từ các cơ quan báo chí và sẽ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn. Được biết, mức thuế thu nhập cá nhân nêu trên là 10% với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ Công Thương cho biết, theo thông lệ hàng năm, thì thời điểm này các doanh nghiệp đều có các đơn hàng đến cuối năm hoặc là đến tận nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, thì nhu cầu chững lại khiến cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận được đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí là từng tuần. Đồng thời, thì nhiều doanh nghiệp hiện chỉ nhận được khoảng từ 50 đến 60% đơn hàng cho tháng 9. Các tháng còn lại của năm 2020 và năm 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng. Khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng cho biết 47% doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động khi mà COVID-19 bùng phát. Cuộc khảo sát lần 3 được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân tiến hành giữa tháng 8 sau khi đợt dịch thứ hai bùng phát trở lại, cho thấy sức khỏe doanh nghiệp thêm kiệt quệ. Theo kết quả khảo sát, đợt bùng phát dịch này đã khiến 20% doanh nghiệp tham gia phải dừng hoạt động, 76% không cân đối được thu chi, 2% đã giải thể và chỉ 2% tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tác động của đợt dịch thứ hai cũng khiến hơn 47% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất do không có khách hàng. Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ làm dịch vụ đại lý tour, bán vé phần lớn sa thải toàn bộ nhân viên. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế tỷ lệ này là 80%, còn với doanh nghiệp lớn hơn là từ 40 đến 50%. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy là tính đến hết 8 tháng đầu năm nay thì tổng số thu ngân sách nhà nước ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý mặc dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, song để có được kết quả đó thì cơ quan thuế các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc quản lý thu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo phục vụ nội dung giám sát tiến độ thực hiện dự án đường sắt đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố. Một trong số các nội dung nổi bật là việc gia hạn hiệu lực hiệp định vay tiền tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Hiệp định vay số VN11P7 ngày 30 tháng 3 năm 2012 có giá trị 44,302 tỷ yên. Thời hạn khóa sổ khoản vay là ngày 31 tháng 10 năm 2018, đã hai lần được JICA gia hạn và hiệu lực giải ngân sẽ hết vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát còn lại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét thực hiện thủ tục gia hạn hiệp định vay số VN11P7 với JICA đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, tức là thêm 12 tháng, nhằm đảm bảo thời gian để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát từ ngân sách trung ương và giải ngân hết số vốn còn lại của hiệp định vay. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết là theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 8 năm nay đạt 110.000 tấn, trị giá là 197 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,16 triệu tấn, trị giá là 1,98 tỷ đô la Mỹ. Cùng giảm 1,3% cả về lượng và trị giá so với cùng năm 2019. Giá xuất khẩu cà phê bình quân ước đạt là 1.708 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện Cục Chăn nuôi, tổng đàn lợn cả nước trong 8 tháng đầu năm đạt khoảng 31,34 triệu con,
Trong đó thì có 12 tỉnh thành phố tái đàn và tăng đàn, trung bình đạt là 118,3%. Trong 8 tháng năm 2020, ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng nhanh 6,7%. Cùng với đó là đã có 98% xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi được khống chế qua 30 ngày không phát sinh. Với tốc độ tái đàn như hiện nay thì đến cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay sẽ cân đối cung cầu. Lúc đó thì giá thịt lợn hơi cơ bản sẽ ổn định. Chính phủ vừa công bố dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên 92 tỷ đô la Mỹ và khả năng từ nay đến cuối năm lên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 20 tỷ đô la Mỹ so với đầu nhiệm kỳ. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước thì tính đến hết tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại hối đạt 84 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5 tỷ đô la Mỹ so với cuối năm 2019. Như vậy là kể từ đầu năm đến nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy thì trong nhiều tháng qua, tỷ giá đồng đô la Mỹ tại Việt Nam khá ổn định dù thị trường tài chính thế giới đầy biến động. Sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ, thì giá mua bán đồng đô la Mỹ tại một số ngân hàng tiếp tục đi ngang so với cuối phiên gần nhất. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho thấy giá trị vốn hóa thị trường upcom tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt hơn 824.000 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước. Tháng này thì nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 12,6 triệu cổ phiếu, tương ứng là 530 tỷ đồng. Trong đó thì giá trị mua vào đạt là 180,3 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 349,8 tỷ đồng. Tính chung cả tháng thì nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng xấp xỉ là 169,5 tỷ đồng trên thị trường upcom. Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 8 bình quân đạt 186.143 hợp đồng, giảm 12,45% so với tháng trước. Đáng chú ý là tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 85,94% trong tháng trước xuống còn 83,79% trong tháng này, khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong tháng 9, thì số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8 năm nay, thì số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so với tháng trước. Mới đây, thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81 năm 2020 sửa đổi bổ sung quy định về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nêu tại Nghị định số 163 năm 2018. Theo đó, thì khuôn khổ pháp lý sẽ chặt chẽ hơn đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Có ý kiến cho rằng thì nghị định này có thể làm giảm sự sôi động của thị trường. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn là một kênh huy động vốn hữu hiệu của các doanh nghiệp trên thế giới. Còn tại Việt Nam, thị trường này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Do đó, theo các chuyên gia, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần những doanh nghiệp tốt có chất lượng phát hành, từ đó xây dựng thị trường phát triển và gia tăng được niềm tin của giới đầu tư. Và chúng ta hạn chế những doanh nghiệp yếu kém phát hành trái phiếu mà không được kiểm duyệt, không được tư vấn, không được đánh giá đúng, rõ ràng rất dễ gây hiệu quả tác động nghiêm trọng đến nhà đầu tư và niềm tin với nhà đầu tư. Với các quy định mới về điều kiện phát hành, như các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, bắt buộc phải có hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu hay dư nợ phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất. Những điều kiện này được cho là sẽ làm giảm sự sôi động của thị trường này. Đợt phát hành là phải cách nhau 6 tháng thì chắc chắn là thay đổi rồi. Vì ví dụ như trong 6 tháng đầu năm thì tổng số đợt phát hành của chúng ta là lên đến 992 đợt. Có 147 doanh nghiệp phát hành, nhưng có đến 992 đợt phát hành. Thế thì với cái quy định như trên thì chắc chắn là cái số đợt phát hành nó cũng sẽ giảm đi. Và thứ hai là các cái điều kiện về tỷ lệ nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là không quá 5 lần thì tôi nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến một số các tổ chức phát hành. Thì nó cũng giảm cái mức độ sôi động. Thì tuy nhiên thực ra là cái nghị định 81 thì cũng chỉ là một nghị định tạm thời trong cái giai đoạn hiện nay. Tôi nghĩ từ bây giờ đến mùng 1 tháng 1 năm 2021 vì bản thân Bộ Tài chính cũng đang rất là rút ráo để dự thảo, đang làm dự thảo thay thế cho nghị định 163 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Và sẽ dự kiến là sẽ hiệu lực đúng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 cùng với cả luật chứng khoán để cho hai cái
cái phần nghị định 163 nó cũng tương đồng và nó tương thích với cả luật chứng khoán. Dù vậy, nhưng sự ra đời của Nghị định 81 được đánh giá là công cụ quan trọng để sàng lọc các đơn vị phát hành, từ đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Khi quy định này ban hành ra thì chắc chắn là thị trường nó sẽ sàng lọc bớt những cái tổ chức phát hành mà có cái mức độ minh bạch thông tin kém, thứ hai là có cái tình hình tài chính yếu. Qua đó thì sẽ giúp cho cái khi những nhà đầu tư tham gia thị trường thì họ sẽ bớt đi những cái rủi ro mà phải gánh chịu. Với những biện pháp căn cơ và theo kịp sự phát triển của thị trường, các thành viên thị trường kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp có thể phát huy tiềm năng trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu của doanh nghiệp và là một kênh đầu tư hiệu quả cho giới đầu tư. Sau đây là phần tổng hợp về thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong giao dịch sáng thứ Hai khi căng thẳng công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh leo thang. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,47% vào đầu phiên giao dịch, trong khi chỉ số Topix giảm 0,17%, Kospi của Hàn Quốc không đổi. Tại Úc, S&P trên ASX 200 giao dịch thấp hơn 0,7%. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la ổn định sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng 8. Trong khi các nhà giao dịch chuyển trọng tâm sang cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào hôm thứ Năm, báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ chậm lại và mất việc làm vĩnh viễn tăng lên khi nguồn tài trợ của chính phủ bắt đầu cạn kiệt, làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 8,4% từ 10,2% trong tháng 7. Ngay sau đó, đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần ở mức 93,242 điểm so với rổ 6 loại tiền tệ chính. Vào ngày hôm nay, chỉ số đô la giao dịch tại mức 92,843 điểm. Giá dầu đã giảm hơn 3% vào thứ Sáu, hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 do lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp từ đại dịch COVID-19, làm tăng thêm lo lắng về nhu cầu dầu yếu. Dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế chốt 1,41 đô la Mỹ, tương đương 3,2%, thấp hơn ở mức 42,66 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô WTI giảm 1,60 đô la Mỹ, tương đương 3,8%, xuống 39,77 đô la Mỹ một thùng. Vàng đi ngang vào cuối tuần trước, đảo ngược hướng đi khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ tốt hơn, mong đợi đã củng cố cho đồng đô la, đưa vàng vào đà giảm hàng tuần hơn 2%. Vàng giao ngay mất điểm sớm và giao dịch không đổi ở mức 1.930,11 đô la Mỹ một ao. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 3,50 đô la Mỹ ở mức 1.934,30 đô la Mỹ. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Bộ Tài chính Philippines mới đây cho biết nước này đã đảm bảo được tổng cộng 8,83 tỷ đô la Mỹ các khoản vay và hỗ trợ tài chính dành cho các nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ. Theo Bộ Tài chính Philippines, 5,98 tỷ đô la Mỹ trong số này được huy động từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và 2,35 tỷ đô la Mỹ từ đợt phát hành trái phiếu toàn cầu mới nhất của chính phủ. Số tiền 496,36 triệu đô la Mỹ còn lại là các khoản hỗ trợ và khoản cho vay từ các đối tác phát triển của Philippines dành cho các dự án cụ thể chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đến nay đã khiến hoạt động kinh tế của Philippines suy giảm trầm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách của chính phủ nước này. Thu ngân sách của chính phủ Philippines trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 7 năm 2020 chỉ đạt khoảng 35 tỷ đô la Mỹ, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nguồn thu thuế chiếm 85%. Chủ tịch Đại hội đồng Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản, ông Suzuki cho rằng nhà lãnh đạo sắp tới ở Nhật Bản kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe có thể kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn ngay sau khi lên nắm quyền vào tuần tới. Phát biểu trong một chương trình truyền hình, Chủ tịch Đại hội đồng Đảng LDP nhận định rằng sau khi thành lập nội các, nhà lãnh đạo mới có thể ngay lập tức giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm. LDP dự kiến bầu Chủ tịch mới của Đảng vào ngày 14 tháng 9, kế nhiệm ông Abe vừa bất ngờ thông báo từ chức ngày 28 tháng 8 vừa qua. Hạ viện Nhật Bản dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 16 tháng 9 để bầu chọn thủ tướng mới, gần như chắc chắn sẽ là chủ tịch LDP vì đảng này đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện lẫn Thượng viện. Chương trình Hàn Thư Biểu xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.